Dứa chính vụ hiện đã sắp hết, nhưng chỉ khoảng 2 tháng nữa, nông dân Bản Lầu, huyện Mường Khương sẽ có một vụ dứa mới. Diện tích tuy chưa nhiều, nhưng giúp nông dân hiện thực hóa được mục tiêu trồng dứa quanh năm, giảm áp lực tiêu thụ khi vào chính vụ và giữ ổn định vùng sản xuất cây trồng chủ lực được tỉnh lựa chọn. Cuối tháng 4 là thời điểm bón thúc cho quả dứa giải vụ phát triển. Khâu kỹ thuật này hoàn toàn khác so với trồng dứa truyền thống. Vì là trồng trễ vụ, nên từ thời điểm trồng, bón phân đến thúc quả ra đồng loạt đều được chị Thủy tuân thủ nghiêm ngặt. Trái vụ thì là rồng giờ tháng 2, tháng 3 âm lịch, xong là ra quả vào đầu tháng giêng năm nay. Cuối tháng 5 âm lịch là được thu. Dứa trái vụ này thì nó trời nó nắng hơn, ấy, phải để cỏ một chút để cho nó che nắng cho quả, cho khỏi bị cháy. Thực tế, việc trồng dứa giải vụ đã được nông dân Bản Lầu làm từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, do chưa áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật can thiệp nên chưa mang lại hiệu quả như mong muốn. 2 năm trở lại đây, mô hình trồng dứa giải vụ được thực hiện thông qua hợp tác xã Thịnh Phong. Dứa giải vụ này nó cái quá trình chăm sóc khó hơn là dứa chính vụ, tại vì là từ lúc bắt đầu ra hoa đến lúc thu hoạch là đa số nó vào mùa hè, nên cái quá trình chăm sóc quả rất là khó. Hỗ trợ về kỹ thuật phủ lưới đen lên trên để che quả thì là quả nó sẽ không bị ánh nắng trực tiếp vào quả, thì là quả nó sẽ không bị cháy nắng hoặc là không bị sốt. Diện tích dứa giải vụ năm nay của Bản Lầu là hơn 20 hectare. Toàn bộ đều được hợp tác xã Thịnh Phong thu mua. Năm trước trồng dứa giải vụ đạt năng suất từ 30 đến 35 tấn mỗi 1 hectare, thấp hơn so với chính vụ khoảng 15 tấn. Ngược lại, giá bán cao sẽ giúp nông dân có thu nhập tốt hơn. Dự tính giá mua năm nay sẽ từ 7 đến 8 ngàn đồng mỗi kg, cao gấp từ 2,5 đến 3 lần so với dứa chính vụ. Chúng tôi tiếp tục mở rộng nó khoảng 35 ha. Muốn là sẽ hỗ trợ chủ yếu là về cái kỹ thuật, sau đó là cái cách chăm bón theo mùa vụ. Nếu mà chúng ta không áp dụng các cái kỹ thuật thì nó tự nhiên đến cái thời điểm mà dứa người ta nó sẽ tự ra hoa, không áp dụng là nó sẽ không đều, năng suất nó sẽ giảm. Sản xuất dứa giải vụ không chỉ giúp nông dân có cơ hội bán nông sản với giá cao, tăng hiệu quả sản xuất mà còn đáp ứng yêu cầu cung cấp liên tục cho thị trường. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, nông dân cần được hướng dẫn các giải pháp, quy trình kỹ thuật, đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm.